Hello các bạn ơi, mình cứ làm video rồi mình mới lại nghĩ ra mình lại bổ bổ sung ở trên đầu, mong các bạn thông cảm nhé. Điều đầu tiên là U70 xinh đẹp, Khánh Nguyễn cuộc sống Đức xin mến chào quý vị và các bạn trên cộng đồng mạng trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày cuối tuần, có một sức khỏe và bình an hạnh phúc. Thì video mình vừa ấy làm rồi, nhưng mà mình muốn bổ sung là video mình làm, các bạn nào thích thì vào xem nhé, còn bạn nào không thích thì mình không yêu cầu vào xem. Vào xem xong rồi bình luận những cái câu không tích cực, mình không thích những cái nhân vật đấy, yêu cầu các bạn ấy đừng vào nhé. Nếu như yêu quý mình thì vào, vào xem và ủng hộ mình. Còn nếu không yêu quý mình thì thôi, mình không yêu cầu những cái nhân vật mà vào mà bình luận không tích cực như thế, làm ảnh hưởng kênh của mình là mình không muốn. Và bây giờ thì mời các bạn xem video nhé. Cảm ơn các bạn. Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 xinh đẹp. Thì hôm nay mình chia sẻ câu chuyện vẫn không ngoài câu chuyện khác mà vẫn là Kim Ngân và Thúy Nga. Thì chuyện lúc đầu ban đầu tưởng chừng là rất là đơn giản và êm đẹp, việc làm của Thúy Nga rất là ý nghĩa với cộng đồng mạng và mạnh thường quân, nhưng dần dần thì vẫn có những người gọi là những người mà nó không đồng quan điểm là đào bới những cái chuyện không hay cho Thúy Nga và gây rất nhiều rắc rối. Vừa qua thì ông Ngó Vàng livestream và vẫn cứ nói đến Thúy Nga là buộc tội cho Thúy Nga, là Thúy Nga nói là Kim Ngân ăn rất là nhiều, ăn rất là khỏe, và ông lấy đi lấy lại là nói như thế là một cái tội nặng và rất là buồn cho Kim Ngân. Nếu như Kim Ngân mà tỉnh thì ý là Kim Ngân sẽ hận. Đây là ý thôi, mình hiểu chứ, và ông ấy nói thì nó cũng không phải dạng gần như thế, nhưng mà ông ấy lấy đi lấy lại là một cái việc mà cho người ta ăn mà nói người ta ăn nhiều ăn khỏe như thế là không tốt, là một cái chuyện rất là nặng. Mà đây là Kim Ngân bị như thế này, còn nếu Kim Ngân tỉnh thì nó sẽ như thế nào. Rồi sau một hôm thì ông ấy lại, và cái hôm ấy ông ấy livestream ấy thì rất là nhiều người, đa số những người mà người ta phản đối, mặc dù là ông ấy đưa tin là ông ấy vẫn tặng Kim Ngân ngôi nhà, mà cái ngôi nhà lúc trước 80.000 ấy thì mắc mớ không mua được, thì ông ấy sẽ mua cái ngôi nhà khác mà hơn 90.000 và to hơn, và ông ấy vẫn nói là ông ấy tặng Kim Ngân, và sau này thì sẽ tặng em trai của Kim Ngân. Thì hôm cái buổi ông ấy livestream ấy thì rất là nhiều người phản đối, ủng hộ, phản đối những cái câu nói của ông ấy. Không có một ai là người ta đồng tình với ý kiến của ông ấy, mặc dù là ông ấy nói là ông ấy vẫn tặng Kim Ngân cái ngôi nhà. Và ông ấy nói rồi ôi, nghe ông ấy khua môi múa mép thì kinh khủng khiếp, cả nhà kinh lắm. Thì hôm nay livestream là phố Bô Sa phỏng vấn, thì và ông ấy vẫn nói đến cái chuyện mà Thúy Nga, nói đến chuyện Thúy Nga này nọ, rồi nói là Thúy Nga cho Kim Ngân ăn mà kêu là ăn nhiều mới ăn ngon mới nhiều lắm, ông ấy phê bình nhiều lắm. Thì đến lần sau thì ông ấy lên tiếng, ông ấy xin lỗi Thúy Nga và cộng đồng mạng là cái chuyện mà bảo là Thúy Nga bảo là Kim Ngân đi với Thúy Nga thì buồn, còn đi với sư cô thì vui. Thì ông ấy xin lỗi cộng đồng mạng và xin lỗi Thúy Nga, nhưng mà ông ấy vẫn cái lấy lại cái chuyện, ông ấy không nói đích tên là
Thúy Nga như hôm trước nữa. Nhiều mà ông ấy vẫn nói là đừng lên nói là Kim Ngân ăn ăn nhiều, ăn khỏe mới ăn ngon như thế. Ông ấy lấy đi lấy lại như thế thì có nghĩa là ông vẫn buộc tội cho Thúy Nga nói. Nhưng Thúy Nga mình có nghe thấy nói đâu, Thúy Nga không hề gì nói, bởi vì mọi người bới móc bảo là Thúy Nga quay quay Kim Ngân đưa lên YouTube để lấy tiền YouTube, không được phép quay Kim Ngân, bởi vì Kim Ngân là người không bình thường mà quay như thế đưa lên thì không được phép. Thì chính vì những cái câu đấy thì người ta mới nói đến cái nọ nó móc xích cái kia, thì người ta mới nói đến là tiền YouTube thì không được là bao, nhưng mà Thúy Nga chở đi ăn rồi mất thời gian đi đi cùng để làm vui cho Kim Ngân, để Kim Ngân đầu óc thoải mái để trở lại người bình thường, và đưa đi ăn đi uống, đưa đi shopping, chứ có phải là Thúy Nga không hề nói gì là Kim Ngân ăn khỏe ăn nhiều, nhưng mà ông cứ buộc tội cho Thúy Nga như thế, rồi ông cứ lấy đi lấy lại như thế. Rồi sau đấy lại gặp một cái buổi live stream của Bầu Xô Minh Tâm. Bầu Xô Minh Tâm cũng lại nói những cái chuyện mà nghĩ rằng, nhưng theo tôi ấy không được phép nói nghĩ rằng, đã đưa lên cộng đồng mạng đã nói là phải nói chính xác, hoặc là không biết thì phải nói là hình như, chứ không được nói là nghĩ là Thúy Nga 3 tháng hơn 3 tháng trời như thế thì Mạnh Thường Quân và cộng đồng mạng sẽ cho Kim Ngân nhiều, chứ không phải là hơn 10.000. Tại sao lại nghĩ như thế được? Như thế là rất là ảnh hưởng, dễ là rất là nguy hiểm. Không thể được phép nghĩ là như thế, phải biết chính xác, và không biết chính xác thì không được nói. Nói như thế, cái gì với cái kinh tế là rất là nguy hiểm. Rồi vặn vẹo, rồi nói là Thúy Nga phải ghi chép, phải công bố đầy đủ cho và chi. Thúy Nga nhận được rất nhiều những cái mà tất nhiên là cộng đồng mạng thì đa số là người ta ủng hộ lẽ phải, người ta bênh lẽ phải, và người ta ủng hộ Thúy Nga rất là nhiều. Nhưng trong cái đó vẫn không tránh khỏi được những cái phần tử, mà những cái phần tử mình có thể nói là người ta chí phá Thúy Nga, hoặc là ghen ăn tức ở, và người ta nói Thúy Nga cái chuyện mà nào thì nghĩ là Thúy Nga nhiều tiền này, rồi bắt Thúy Nga phải giải trình tài khoản này, bắt Thúy Nga phải giải trình cái số tiền đấy cho như thế nào, chi như thế nào, rồi còn vu vạ cho Thúy Nga là Thúy Nga ăn cắp tiền của Kim Ngân, rồi đánh Kim Ngân. Các bạn có nhìn thấy Thúy Nga đánh Kim Ngân không, hay là Thúy Nga lịnh Kim Ngân thôi, rồi lịnh Kim Ngân rồi mời Kim Ngân đi ăn, có ai nghe tiếng Thúy Nga đánh Kim Ngân không? Mà Thúy Nga cho Kim Ngân tiền, tại sao lại bảo là Thúy Nga lấy tiền của Kim Ngân? Không có cái chuyện đấy đâu. Những người mà người ta cứ nói sai, họ không sợ khẩu nghiệp của các bạn. Và rồi ngay cả như là em của Kim Ngân đấy, mà theo như mình được nghe đấy là anh của Kim Ngân chứ không phải là em. Như cái này giữa gia đình người ta đã lộn xộn rồi. Nếu như nghe bên ngoài, mình đã nói rồi, nếu như bên ngoài xã hội thì ai là lớn tuổi thì là anh là chị, nhưng trong gia đình là phải có ngôi thứ đàng hoàng, là ít tuổi nhưng mà là trên, ví dụ là con ông bác thì bắt buộc phải gọi bằng anh. Thế tại sao lại ít tuổi hơn thì cho làm chị? Thế là lộn xộn rồi, không đúng ngôi thứ của gia đình rồi. Thì như mình mới được biết gần đây ý, là Gia Nguyễn vẫn bới móc, vẫn tìm bới lông tìm vết của Thúy Nga, và vẫn nói là Thúy Nga quay video Kim Ngân và thu được rất là nhiều tiền.
Người ta toàn toàn nghĩ là thu được nhiều tiền, bởi vì người ta có chứng kiến đâu, người ta có được cầm cái đồng tiền ấy đâu. Và người ta cứ cứ nói như là trong cuộc ấy. Rồi một cái chuyện nữa là phê bình Thúy Nga, bảo Thúy Nga là dựng chuyện là không có Kim Ngân muốn gửi tiền về, gửi 100 về để xây mộ, và để xây mộ thì Thúy Nga cũng không nghĩ gì hết. Thúy Nga nói là thôi không cần, lấy cái 100 của Thúy Nga gửi về. Thì mình nghĩ là bà sư cô bà đã cấu kết với ông Áo Vàng ngầm nghẹn và nói với Kim Ngân, và bà sư cô bà còn có cả số điện thoại ở Việt Nam, bà ấy còn liên hệ với Việt Nam từ trước đó, và Thúy Nga đã không hề biết. Thì bà đã có số điện thoại rồi, trên bà ấy nói rồi, cho nên là bà ấy bơm vào ở Việt Nam đã những cái câu cũng những cái điều không tốt rồi, cho nên là khi mà Thúy Nga gửi tiền về ấy, thì Thúy Nga đã không nghĩ là người ta chửi Thúy Nga xối xả, và đã nói là cái đồng tiền của mày tao không thèm, nhà tao cũng đại gia, nhà tao không giàu, nhà tao cũng giàu có, nhà tao không thèm cái 100 của mày nọ kia rồi gửi giả. Thì nếu như là vô tư nhé, là Thúy Nga toàn làm những việc tốt và toàn làm những vô tư, nhưng mà sau lưng Thúy Nga là đó đã có những cái chân rết, người ta cấu kết từ tận Việt Nam, người ta nói xấu về Thúy Nga, đã gây những cái mất thiện cảm với Thúy Nga rồi, cho nên người ta đã có ác cảm với Thúy Nga rồi, cho nên khi Thúy Nga gửi tiền về thì không nhận được cái sự vui mừng hân hoan, và người ta chửi chửi Thúy Nga, gia đình của Kim Ngân ở Việt Nam chửi Thúy Nga và đã làm đơn kiện Thúy Nga. Thật đúng là Thúy Nga làm những cái việc tốt mà toàn nhận được cái không ngờ. Thì ngay như buổi hôm qua, cái buổi mà phỏng vấn đấy, là lúc đấy là Thúy Nga với ngã ngửa rằng là mới biết rằng là bà sư cô bà ấy đã có số điện thoại từ Việt Nam mà đã nói chuyện với ở Việt Nam từ bao giờ, là Thúy Nga không hề biết. Trên những cái tin dữ đấy đến với Thúy Nga là người ta toàn có những cái bố trí từ trước, nhưng Thúy Nga là người vô tư, Thúy Nga giúp đỡ đấy. Các bạn nhìn những cái hình ảnh mà Thúy Nga đi với Kim Ngân là toàn hình ảnh đẹp nhé, rất là đẹp, mà người ta vẫn cố tình bới lông tìm vết, người ta vẫn cố tình người ta nói Thúy Nga, và người ta bịa đặt và người ta buộc tội cho Thúy Nga. Thì các bạn thấy có ngay cả cái chuyện mà Thúy Nga giúp Kim Ngân, như anh nhạc sĩ Thành này, anh ấy đã nói Thúy Nga đấy là trước đây anh đã từng giúp đỡ rồi, nhưng mà mọi người nghi là anh ấy với Kim Ngân cặp bồ, đã từng giúp đỡ Kim Ngân và đã cũng thuê nhà cho Kim Ngân ở được 6 tháng, nhưng mà Kim Ngân lại bỏ lại ra đường. Và khi mà anh ấy biết là Thúy Nga giúp Kim Ngân thì anh ấy đã ngăn cản, anh ấy đã nói rằng tham gia còn nếu không nghe ấy, thì đại họa sẽ đến đấy. Nhưng mà Thúy Nga không nghĩ là như thế, Thúy Nga không không nghĩ là như thế, thì Thúy Nga vẫn giúp đỡ bằng cái tấm lòng nhiệt huyết của mình. Mà cuối cùng thì đúng thật sự như là câu của anh Thành anh ấy nói, thì cộng đồng mạng đến bây giờ người ta vẫn bảo vệ những cái chân chính, những cái giúp đỡ chân tình của Thúy Nga, nhưng trong cái đó thì vẫn có một hai phần tử xấu, người ta cố bới lông tìm vết, người ta kiện tụng, rồi người ta nói chung là người ta tập trung về cái chuyện tiền bạc, chứ con người ta nó chỉ có nặng về tiền. Kể cả Gia Nguyễn cũng nói về cái chuyện tiền bạc, là Thúy Nga đi quay Kim Ngân để lấy tiền YouTube, là thu nhập rất là nhiều tiền, không được phép này nọ. Rồi bầu xô Minh Tâm cũng thế, cũng nói là nghĩ là Thúy Nga thu được rất là nhiều tiền, chứ 3 tháng, hơn 3 tháng đấy, không thể hơn 10.000 được. Nhưng bầu xô Minh Tâm có nghe không? Thúy Nga nói rằng Thúy Nga không hô hào nhé, không hô hào, chỉ có hô hào chị Hường thôi, còn không hô hào Kim Ngân.
Và Thúy Nga chỉ có quay clip đưa lên thì Mạnh Thường Quân người ta cho. Và khi mà Thúy Nga nhận đến hơn 10.000 rồi thì Thúy Nga không nhận nữa. Mọi người cho Thúy Nga không nhận nữa. Minh Tâm có nghe rõ không nào? Còn mình đã không biết, không hiểu thì cũng là lời nói, nhưng mà đừng có làm hại người khác. Các bạn đừng có làm hại người khác. Và khẩu nghiệp đấy, cái gì biết rõ 10-10 thì hãng nói, còn nếu không biết rõ thì đừng có nói. Cái này là cái kinh tế là rất là nguy hiểm, không đơn giản. Mình nói thì tưởng nó là chuyện bình thường, nhưng khi đi vào chuyện thì nó lại là rất là phức tạp và rất là nguy hiểm. Thì cái video này mình làm cũng ngắn thôi, bởi vì làm dài các bạn cũng không xem. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn xem video và bình luận tích cực, ủng hộ mình U70 U70 xinh đẹp nhé. Bye bye các bạn. Bye bye.